Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về eSports. Và bây giờ mời bạn xem tiếp video. Yếu tố kịch tính, sự bất ngờ luôn là một phần không thể thiếu trong bất kỳ một môn thể thao nào. Và League of Legends cũng thế. Trong dòng chảy lịch sử suốt 12 năm qua, Worlds đã từng chứng kiến vô vàn những trận cầu cảm xúc, kịch tính và có kết thúc không khác gì những câu chuyện cổ tích ngoài đời thực. Đó có thể là câu chuyện của những chiến binh Đại Bắc, Tabby Assassin với chiếc vô địch chung kết thế giới mùa 2, ngựa Ogiga by Marines tại Worlds 2017, hay ngôi vị Á quân của Sunning 2020. Và chắc chắn là màn Miracle Run đầy tự hào được tạo nên bởi Dragon Next. Thuật ngữ Miracle Run không chỉ gói gọn trong từng trận đấu cụ thể, mà là cả một hành trình dài không tưởng của những đội tuyển cửa dưới. Những đội tuyển mà xác suất để họ thành công đôi khi còn khó hơn cả trúng độc đắc. Họ chỉ được đánh giá là những kẻ lót đường và cũng ít được chú ý bởi truyền thông. Câu chuyện của Dragonex tại World 2022 cũng tương tự. Ở một giai đấu mà dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào những hạt giống hàng đầu của LPL và LCK, Dragonex cũng chỉ được xem là một đội tuyển cửa dưới và xác suất để họ tạo nên điều thần kỳ là gần như không có. Cũng dễ hiểu thôi khi mà các đội tuyển hạt giống hàng đầu đều có những màn trình diễn quá tốt tại giải quốc nội. Trong đội hình thì đầy rẫy những siêu sao. Dragonex thì bắt đầu chuyến hành trình của mình khiêm tốn khi họ xuất sắc đánh bại KT Roster và Leap Sandbox tại vòng loại khu vực để giành tấm vé đến với ngày hội lớn nhất hành tinh. Tham dự Worlds với tư cách là đội hạt giống số 4 khu vực LCK nên Dragonex phải thi đấu ngay tại vòng khởi động. Dev cũng các đồng đội nằm chung màn đấu với đương kim vô địch MSI là RNG. Đập tan sự ngờ vực, Dragonex kết thúc vòng khởi động của mình với ngôi vị nhất bảng và điền tên mình thẳng vào vòng bảng World. Tại đây, Dragonex tiếp tục được xếp vào một bảng đấu khó thở khi có sự đa diện của đội hạt giống số 2 LPL là Top, đương kim vô địch LEC, Rue và đương kim vô địch VCS, Gao. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một đội tuyển từ LCK cùng với chí quyết tâm, Def và những đồng đội của mình vẫn kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng, gián tiếp loại luôn hạt giống số 2 LPL là Top về nước trong cây đắng. Bước vào vòng tứ kết với tư cách là đội nhất bảng, tuy nhiên Dragonex vẫn bị đánh giá thấp và nhiều chuyên gia phân tích còn cho rằng hành trình của rồng xanh đến đây là hết khi chướng ngại mà họ đối mặt là EDG, đương kim vô địch thế giới. Mọi chuyện còn tỏ ra chắc chắn hơn khi Dragonex để thua liên tiếp hai ván đầu. Khoảnh khắc Def còn thiếu một hit bắn cuối cùng vào nhà chính của EDG nhưng bất thành ở ván 2. Nhiều người đã lắc đầu về một thất bại chống vánh của Dragonex trong ván 3. Tuy nhiên, ba ván sau đó là sân khấu của Dragonex khi họ có màn comeback không tưởng để giành chiến thắng 3-2. Chính thức biến EDG trở thành cửa vương theo một kịch bản không ai ngờ đến. Đối thủ tiếp theo của Dragonex tại bán kết là Genji. Đây được xem là thử thách cực đại, một chướng ngại quá lớn dành cho Dragonex khi họ chưa một lần nào đánh bại được Genji tại LCK. Màn tái đấu này tại bán kết cũng được xem như một cuộc dạo chơi của nhà đương kim vô địch Genji. Nhưng tất cả những gì mà Roller cùng các đồng đội làm được chỉ là một ván thắng duy nhất trước khi ngậm ngùi chia tay giải đấu sau thất bại bất ngờ 1-3. Hành trình diệt boss của main chính Def tiếp tục để về chướng ngại cuối cùng, T1. Trước một T1 đang tỏ ra quá toàn diện, vô đối sau chiến thắng trước JDG, phần đông người hâm mộ cùng nhiều chuyên gia đã dự đoán rằng sẽ là một trận chung kết một chiều. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 11 theo một kịch bản mà không ai có thể mường tượng được. T1 và Dragonex đã mang đến một ván BO5 vô cùng cảm xúc với hàng loạt những tình huống giao tranh mãn nhãn, cân tài, những pha cướp rồng, cướp Baron đầy ngoạn mục. Tuy nhiên, chiến thắng thì chỉ có một và nó dành cho Dragonex. Những giọt nước mắt của Def đã rơi, nhưng đó là những giọt nước mắt của tự hào và hạnh phúc. Đã quá lâu rồi chúng ta mới thấy Def nâng cao chiếc vô địch ở một giải đấu mang tính quốc tế kể từ năm 2015 với chiếc vô địch MSI. Tận 7 năm sau, khi mà sự nghiệp đã dần đi đến hồi kết, thì Def mới có cơ duyên chạm tay mình vào chiếc Summoner danh giá. Và càng đặc biệt hơn, khi hai danh hiệu quốc tế trong sự nghiệp của Def đều là những chiến thắng trước Faker. Hai người bạn cùng bước ra từ trung học Mapo, và sự nghiệp của cả hai cũng rất trái ngược nhau. Niềm vui của người này là nước mắt của kẻ còn lại. Chiến thắng này cũng đánh dấu Def đã hoàn tất bộ sưu tập đầy đủ danh hiệu đồ sộ của mình, bao gồm vô địch LPL, vô địch LCK, vô địch MSI và vô địch World. Một kết thúc đẹp cho sự nghiệp rất nhiều thăng trầm của sao thủ sinh năm 96.
Vivon mang Miracle Run của Dragon X Star Wars 2022 như một bộ truyện anime, thì Death xứng đáng trở thành nhân vật chính trong series dài tập này. Một hành trình vô địch rất dài, chông gai và nhiều thử thách. Nhưng cuối cùng, nghị lực phi thường và sức mạnh tình bạn luôn hiện hữu trong tim. Death và những đồng đội của mình đã cùng nắm tay nhau, chinh phục mọi thử thách. Hành trình đến với chiến thắng của các nhân vật trong những bộ truyện anime thường không hề dễ dàng. Trên chặng đường thành công đó luôn là sự đồng hành của những người bạn. Những nhân vật dù là tình cờ thoáng qua cũng đều là những điểm nhấn, góp công vào quá trình phát triển tính cách nhân vật trong những bộ truyện đó. Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau chiến thắng trước EDG, Dev chia sẻ: "Tôi và các đồng đội đã có một hành trình ý nghĩa. Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu không biết mệt mỏi. Cho đến thời điểm này, chiếc cúp vô địch thế giới với tôi là điều không còn quan trọng. Nhưng quan trọng hơn hết là chặng đường mà anh em chúng tôi đã chinh phục cùng nhau. Chúng tôi là một gia đình và tôi rất hạnh phúc khi cả đội cùng nhau bước đến chiến thắng. Sức mạnh tình bạn, điều mà chúng ta chỉ được xem và được đọc qua truyện tranh, phim ảnh, thì nay đã được Dev cùng các đồng đội của mình tái hiện trên đất Mỹ. Trong thời gian đó, Dev đóng vai trò là nhân vật chính, một người anh cả trong đội khi đã trải qua thời kỳ đỉnh cao của mình. Thứ duy nhất mà Dev còn thiếu đó chính là chiếc Summoner danh giá. Trên chặng đường tìm kiếm vinh quang cuối cùng của sự nghiệp, sự đồng hành và góp sức từ ZK, Piosik, Barrow và Kinjan là vô cùng quan trọng. Từng nhân tố thay nhau tỏa sáng để làm nổi bật hành trình vô địch giàu cảm xúc của Dev. Khi thì ZK, khi thì Piosik, khi thì Kinjan hay Barrow lên tiếng đúng lúc. Piosik tinh tế, khôn ngoan trong việc kiểm soát rừng, ăn mục tiêu lớn và đi gan hiệu quả, và cũng không kém phần giải trí. Barrow với kinh nghiệm, bản lĩnh sau nhiều năm chinh chiến tại World, tỏ ra quá dễ dàng ở đường dưới. Anh cùng Dev tạo nên một bộ đôi bất khả chiến bại. Không ai có thể mừng tượng ra được ZK lại vô cùng tự tin và bản lĩnh khi cầm các con bài như Akali, Silas quẩy nát đội hình đối phương. Một chú bé đần đích thực như Kinjan lại có những pha hóa rồng siêu đỉnh, siêu hủy diệt với những con bài như Fiora, Atros hay Camille. Bên cạnh yếu tố về kinh nghiệm của cặp Bot, Dev, Barrow, thì điểm rơi phong độ của các tuyển thủ trẻ là điểm nhấn và là chìa khóa đưa Dragon X đến với thành công hôm nay. Dragon X là một đội tuyển không quá nhiều sự nổi bật trong các thi đấu. Chất lượng đội hình cũng chỉ ở mức khá khi so với các đội tuyển lớn tại World lần này. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất của Dragon X đó là sự tổng hòa giữa kinh nghiệm, sự ổn định của những tuyển thủ kỳ cựu như Dev, Barrow hay Piosik, cùng với sức khỏe, khát khao thể hiện của ZK hay Kinjan. Họ tạo thành một tập thể rất đoàn kết và mạnh mẽ, kết lại thành một ngọn núi cao và đè bẹp từng đối thủ của mình trên hành trình vô địch. Dù cho đó có là EDG, RNG, Genji hay là T1 của Faker hùng mạnh, thì đều phải khuất phục trước sức mạnh của binh đoàn rồng xanh. Năm vị tướng Atrox, Kairat, Akali, Katlin, Ash từ mùa sau cũng sẽ sở hữu skin của nhà vô địch World 2022, Dragon X. Những vị tướng làm đại diện và là một minh chứng hùng hồn nhắc nhở những thế hệ sau nhớ về một trong những màn Mirakan vô tiền khoáng hậu. Từ một đội tuyển bị đánh giá thấp cho đến khi trở thành tân vương thế giới là một hành trình quá dài và gian khổ. Trên hành trình đó, chứng kiến một Dragon Knight bản lĩnh, không dễ bị khuất phục và luôn thi đấu với hơn 300% thực lực của bản thân. Trên bước đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười nhác. Các thành viên trong đội đã chăm chỉ tập luyện ngày đêm, đặc biệt Barrow, người đã dành nhiều tâm huyết của mình để chơi Genshin Impact hơn là việc chơi xếp hạng đơn trên máy chủ Bắc Mỹ, đã cho thấy DNA trong người anh kinh dị đến mức nào. Các thành viên của Dragon Knight không chỉ đến Bắc Mỹ mùa hè này để du lịch, họ đến vì mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng và mang về vinh quang. Những nỗ lực và quyết tâm đó cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Một lần nữa, chúc mừng Dragon X với chiếc vô địch này. Và mang Miracle Rain, mang vóc dáng của một bộ anime nhiều tập, sẽ luôn là thứ gia vị tuyệt vời nhất. Và nó sẽ là một giai thoại kinh điển mỗi khi nhắc về Worlds. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video về eSports mới nhất nhé.